bạn, hôm nay công ty Thế Giới Bảo Vật xin giới thiệu đến các bạn một dòng máy có model là GT800. Đây là một dòng máy của một hàng rất nổi tiếng đến từ Mỹ, đó hàng Jeepler, được đặt nhà máy và sản xuất máy ở tại Trung Quốc. Máy này được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, ví dụ như là shop bán hàng, shop thời trang, hay là nhà thuốc, hay là dùng để in tem để quản lý các tài sản. Máy có nhiều đặc điểm nổi bật là ví dụ như là đây là một máy để bàn có kích thước là nhỏ gọn, có thể đặt ở được nhiều nơi. Cổng kết nối của máy là rất đa dạng, có cổng USB, cổng COM, cổng parallel. Rồi máy có tốc độ in đó là cao nhất, đó là 127 mm/s, giúp nó có thể mình có thể hiệu quả trong công việc, đó là in nhân. Với lại máy có hai độ phân giải, đó là 203 và 300 dpi, tùy theo con tem với độ sắc nét các bạn có thể chọn cái độ phân giải phù hợp để sử dụng máy. Trong máy tiếp theo là mình xin cho các bạn xem một số thành phần cấu tạo của máy. Đây là khay để giấy, có thể chứa tối đa đến cuộn giấy dài đến 50 m. Đây là trục mực là có thể chứa tối đa mực tới là 300 m. Đây là vị trí đầu in của máy. Máy có thể chứa được giấy dài 50 m và mực 300 m, giúp là làm giảm được cái thời gian mà mình lắp giấy mực. Phía sau này, đây là cái cổng kết nối của máy. Đây là cổng USB, cổng COM, cổng parallel. Rồi tiếp theo mình xin in thử một vài màu để các bạn xem chất lượng in của máy. Đây là máy mình đang demo, là máy là 203 dpi. Đây các bạn có thể xem, tuy là 203 dpi nhưng máy nó có chất lượng in rất là đẹp. Tiếp theo mình xin hướng dẫn các bạn lắp giấy mực đối với máy GT800. Đây mình đã chuẩn bị một cuộn giấy mực. Đây là các bộ phận đi kèm theo máy. Đây có hai trục, một là trục thu và trục mực để lắp giấy mực. Đầu tiên mình xin hướng dẫn các bạn là lắp giấy. Đầu tiên là mở nắp máy lên. Ở đây là vị trí để mình để giấy. Tùy theo kích thước giấy lớn nhỏ mình có thể để vừa khớp. Kéo dàn ra. Để vào. Rồi mình để vào bên dưới có cái gác này, mình để vào. Lưu ý là các bạn là phải kéo giấy lòi ra khỏi vị trí của trục ruler. Vậy là quá trình lắp giấy xong. Tiếp theo là mình xin hướng dẫn lắp mực. Đây là trục mực. Đầu tiên là mình phải xác định được mặt nào là mặt mực. Mực inside là mực outside. Đây mình đang sử dụng là mực outside. Mặt mực nằm bên ngoài. Đây là trục mực. Gắn vào. Ở đây có hai trục. Trục bên dưới là trục mực. Thì mình gắn mực vào ở ô bên dưới. Đây. Xoay vào. Khớp. Rồi, ok. Tiếp theo đây là trục thu. Mình cũng gắn tương tự với trục mực nhưng nằm ở phía trên, tại vì trục ở trên là trục thu. Bỏ vào khớp. Rồi, ok. Để dễ dàng hơn, các bạn có thể lột một con tem. Dán mực vào trục thu. Cuốn lên. Ok. Xuống. Vậy là quá trình lắp giấy mực đã hoàn thành. Tiếp theo mình xin hướng dẫn các bạn cách cắt lít giấy. Cái bước cắt lít giấy này để là mình xét cho máy nó hiểu hộ giấy đang sử dụng, tránh tình trạng in bị bỏ tem hoặc là in lệch. Đầu tiên
các bạn khởi động máy lên, đèn nó sẽ báo màu vàng. Các bạn chú ý thao tác của mình, đó là nhấn giữ nút này, nút fit, nhấn giữ. Đèn chớp một chớp, chớp hai chớp thì mình sẽ thả tay ra. Rồi, máy sẽ tự động cài giấy ra để con mắt nó dò cái khổ giấy. Đây, xong. Các bạn bấm nút fit. Giấy ra đúng khớp, đúng gắp xé của mình. Đó, ra đúng gắp xé. Giờ là máy đã hiểu khổ giấy. Bây giờ các bạn có thể tiến hành in bình thường. Bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn là các bước vệ sinh đầu in của máy GT800. Đây, đầu tiên các bạn tắt nguồn máy. Rồi tiếp theo, ở hai bên có hai cái tai, bạn kéo để mở nắp ra. Đây là phần đầu in của máy. Phần này mình cần vệ sinh với lại cái trục ruler. Hai cái bộ phận quan trọng nhất mình cần vệ sinh. Để vệ sinh đầu in và trục ruler, mình dùng cồn 90 độ và băng cồn. Các bạn lấy một ít băng cồn, tẩm một lượng cồn vừa ướt vừa đủ. Rồi vệ sinh lên đầu in. Đây là vị trí đầu in. Các bạn lưu ý là chỉ vệ sinh qua một chiều, có thể lật mặt lại rồi lau. Nếu nó vẫn chưa sạch thì dùng miếng khác, chứ không nên dùng là miếng cũ, để tránh tình trạng là trên đầu in đang bị dính bụi hay là dính hạt cát. Mình kéo qua kéo về nó làm ảnh hưởng xước đầu in. Với lại trong quá trình vệ sinh đầu in, với mình có đeo nhẫn hay đồng hồ để thì nên tránh để nó tác động hay cả lên đầu in, sẽ làm ảnh hưởng tới nó là bị xước đầu in. Rồi tiếp theo là mình vệ sinh trục ruler. Vậy là quá trình vệ sinh đầu in và vệ sinh máy đã hoàn thành.